Anh em bộ ba lên Gia Lai để thăm cái dàn chiến tướng Bảo Thần Bãi Đồ Thầy Long tới đâu rồi. Thì năm nay thì Long Dương vẫn đảm nhiệm trách nhiệm nuôi long, và năm nay Long Dương sẽ đảm nhiệm luôn trách nhiệm mang chim đi đi đánh luôn này, nuôi lữ luôn. Hy vọng rằng mùa long năm tới này dàn chiến tướng Bảo Thần Bãi Đồ sẽ chinh chiến mọi đấu trường, mang thành tích xuất sắc về cho bộ ba. Và nuôi long cùng dưỡng lực thì anh em yên tâm về cái lực chạy cũng như là cái dàn cốc, đặc biệt là dưỡng lực ra tới đầu lỗ tới đó chim rất rất là sạch sẽ anh em ha. Và đây là Bảo Thần Ba, rất lộng cực kỳ sạch sẽ, rất trụi lũ luôn ha. Hiện tại thì Bảo Thần Ba đang 40% lông anh em. Thời gian năm vừa rồi thì Bảo Thần Ba nuôi long cùng tăng lực, thì thời gian gần đây nhất thì Bảo Thần Ba mà đánh thông 8 trận đấu trường liên tiếp mang thành tích về cho bộ ba. Hy vọng năm nay Bảo Thần Ba sẽ rực hơn năm vừa rồi, nước lông chắc chắn là sẽ đẹp hơn năm vừa rồi anh em ạ. Và đây là Bảo Thần Bốn anh em. Bảo Thần Bốn thì năm vừa rồi cũng thay long cùng tăng lực, thời gian gần đây nhất thì Bảo Thần Bốn cũng đánh thông 8 trận đấu trường xe liên tiếp mang thành tích về cho bộ ba. Và năm nay thì Bảo Thần Bốn sẽ thay long cùng những lực, thì hiện tại thì Bảo Thần Bốn là tốt hơn so với lại mùa trước anh em, so với lại mùa trước, vì Bảo Thần Bốn bản chất Bảo Thần Bốn là lông dài, cho nên là mình theo những chỉ nhận của mình hiện tại thì Bảo Thần Bốn năm nay sẽ tốt hơn, và nước lông chắc chắn rằng sẽ đẹp hơn 20 đến 30% so với lại mỗi năm. Và đây là chiến binh Bảo Thần Một anh em. Bảo Thần Một vẫn là một cái tượng đài của bên bộ ba, thì thành tích của Bảo Thần Một mang về thì cũng 6 máy 7 xe rồi. Này thì năm vừa rồi thì Bảo Thần Một cũng mang về được vài xe, xong rồi Bảo Thần Một bị sự cố về chân, một năm mà bị 3 lần sự cố chân thì rất khó cho Bảo Thần Một để chinh chiến. Thành ra là Long Dương cũng rất là tâm huyết là đang chữa dàn chân cho Bảo Thần ở gần như là ok rồi. Này hy vọng rằng mùa long năm tới này Bảo Thần Bảo Một sẽ hết hết cái chân chinh chiến cùng với lại anh em. Và đây là bảo chứng minh đồ anh em. Cái đồ thì năm vừa rồi mang về được 4 xe, so với đồ như vậy thì nó không đạt đây nha. Thì Long Dương mùa long năm nay sẽ rút kinh nghiệm hơn về cách chăm, cũng như là idol là có một sở thích rất là thích ăn màu tanh nè, đưa máy là ăn máy. Thành ra Long Dương cũng hơi thương chim, thương idol cho nên là cho ăn hơi nhiều, idol hơi bị mập. Thì năm vừa rồi mình cũng góp ý với Long Dương là nên xả mỡ đi, xả mỡ xong thì cuối vụ mùa long vừa đầu thì idol cũng đánh được 2 trận mang về 2 xe rồi, idol rất long như này. Thì năm nay idol sẽ nuôi long cùng dưỡng lực anh em nhé. Hy vọng rằng dưỡng lực năm nay sẽ giúp idol tỏa sáng hơn. Chúc tất cả anh em mùa long mới thành công rực rỡ cùng những lực anh em nha.